Vâng, anh xin chào tất cả các bác. Dòng vàng chính hãng lại tiếp tục cập bến là 10 con tiếp. Vài bữa nữa sẽ về tiếp để phục vụ anh em. Thì vừa về, em vừa khui xong. Và dòng vàng rất cực kỳ là chất lượng của AV Pro. Đấy. Đây là những hàng chính hãng cho anh em xài yên tâm nha. Đấy. Tiếng rất là hay. Thì vừa rồi em có về 20 con thì anh em đã lấy hết và anh em nó cũng phản hồi cực kỳ là tuyệt vời. Thì giá em bán cho anh em là cũng rất là chuẩn, là giá là 2 triệu đã bao gồm là một jack kết nối xuống xuống cái âm ly hoặc là cái đầu đẩy để anh em kết nối tín hiệu xuống hát karaoke hoặc là nghe nhạc, và một cái bộ dây quang 1,5 mét dây quang tốt nha. Thì giá là 2 triệu đã bao ship cho anh em một con vang cực kỳ là chất lượng. Các bác có thể thấy độ sắc sảo của những hàng chính hãng nha. Đấy. Còn dòng vang này thì nó có tất cả trong một nha, có cả năng tiếng phía sau luôn. Anh em có một volume bi đây và bluetooth optical vân vân, và tích hợp cho anh em là bộ dây mã 32 bit DSB để anh em kết nối tín hiệu mạng xuống nghe nhạc và hát karaoke. Tiếng nó sẽ chi tiết và trong trẻo hơn, và tiếng hát chúng ta nó có chi tiết và nó nét hơn. Và tất cả những con vang này khi anh em mua hàng thì anh em chỉ cần để lại địa chỉ cho em ship hàng tận nơi, và được chỉnh đâu đó nó tiếng vang nó mượt nhất để đến với các bác. Các bác chỉ cần kém và hát thôi. Thì sáng nay về rất là nhiều dòng dây cao cấp, thì sáng ngày mai em sẽ giới thiệu cho anh em những dòng vương miện của Syntex và những dòng Kama vân vân, Acophay vân vân, rất là nhiều. Thì video này chủ yếu giới thiệu cho các bác là những dòng vang cực kỳ là hợp túi tiền cho anh em. Các bác không cần phải bỏ ra những 3-4 triệu mua những con vang mà thực ra chất âm nó và vang nó cũng y như con này thôi, mà các bác phải mua một cái giá rất là cao, và trong khi đó không phải là hàng chính hãng, nó chỉ là hàng đẹp thôi và bán giá rất là cao. Tại vì hàng đẹp thì không có giá, không có ai có thể mà bán, và người ta độc quyền, người ta bán muốn bán nhiều bán, người có khi người ta bán con vang lời đến 1 lời 2 luôn nha anh em hãy cân nhắc khi mua những sản phẩm vang, hay mua những con vang chính hãng như thế này, giá nó được công ty người ta niêm yết rồi và anh em xài yên tâm, có lỗi thì người ta đổi cho mình. Đấy, mà rất là khó lỗi tại những hàng chính hãng người ta kiểm định rất là kỹ càng, và giá là 2 triệu một con để anh em kết nối với những con đẩy con bao như thế này, cả những con mèo đen. Con này thì giá 7 triệu 300 ngàn, con Classic Pro em đã có quay video ở cái video trước. Con này nó đánh được ở 2 ohm luôn nha, 1000W trên một cơn. Thôi em giới thiệu thế thôi, thì mới về được 10 con vang thế này, để chiều nay thì đi cũng vài con rồi, thì anh em nào lấy cứ alo cho em lấy địa chỉ em gửi cho.